Lực lượng chức năng phường Trúc Bạch quận Ba Đình thành phố Hà Nội đã tạm đình chỉ hoạt động đối với nhà hàng kinh doanh lẩu ép Hương Mực ở phố Châu Long, phường Trúc Bạch để kiểm tra toàn diện điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy trình phục vụ khách hàng. Trước đó trên mạng xã hội, nhà hàng này bị một cặp vợ chồng tố cho khách dùng nước lẩu thừa. Làm việc với tổ kiểm tra liên ngành, anh Trần Quốc Huy, quản lý nhà hàng Hương Mực cho biết, sự việc trên xảy ra tại tầng 2, cơ sở ở số 33, phố Châu Long, phường Trúc Bạch. Qua rà soát lại các nhân viên nhà hàng, xác định nữ nhân viên đã sơ ý đưa nhầm nồi nước lẩu thừa của khách khác. Theo anh Huy, nữ nhân viên này khẳng định, lúc đó vì quá đông khách, bản thân cũng chủ quan không kiểm tra lại thực phẩm. Ngay sau khi khách phản hồi, vì quá sợ hãi, nhân viên này đã che giấu sự việc không thông báo cho quản lý. Phía nhà hàng đã kiểm điểm toàn bộ 3 cơ sở, cho thôi việc đối với nữ nhân viên quản lý nhà hàng Hương Mực và cho biết thêm, nhà hàng đang cố gắng liên hệ để gửi lời xin lỗi trực tiếp với khách hàng. Chịu toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến sức khỏe của khách và đăng tải lời xin lỗi công khai trên kênh thông tin của hệ thống nhà hàng.